Chú anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một số điện thoại giờ em bán trước Tết và bây giờ là sau Tết, còn lại một số dòng điện thoại nha. Hôm qua em có đi nhập hàng mà hàng hiện tại chưa có nên giờ hiện tại còn cái gì đó thì em sẽ like em báo cô chú anh chị và các bạn ha. Rồi thì em còn một số dòng iPad và iPhone, Apple, Samsung, Redmi. Rồi giờ em sẽ vô test máy báo giá từng cái. Cô chú anh chị nào mình mua thì các bạn Zalo với em ha. Số điện thoại của em là số điện thoại của em bên trên đây nha. Rồi thì em sẽ like trước cái dòng iPad nha. iPad mini thì em có hai cây còn xài sim. Đây hai cây màu màu bạc ha. Cái này là xài sim của chú chị 16 GB nha, có sim. Con này thì cô chú anh chị nào mua thì kết bạn Zalo với em nha, thì em cho xem máy kỹ hơn nha, để em test YouTube cho xem luôn. Cái này thì hiện tại chưa có wifi cho nên em không mở YouTube được, em không có mở nhạc được nha. Rồi cái này giá 1 triệu nha, có sạc sim 16 GB, em còn hai cây ha. Rồi tiếp theo là iPad 4 ha, máy đẹp nha, máy đẹp keng luôn. Đây cây này thì nó gì là ngoại hình không ha. Rồi cái này thì em sẽ mở nhạc cho cô chú anh chị nghe luôn, nghe cái lo của nó ha. Cây này thì giá 1,4 triệu nha, 16 GB, có tài sim, giá 1,4 triệu. Địa chỉ nhà của em ở 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An nha. Còn buổi chiều thì trần em bán ở ngoài sân vận động Tân An, ngồi ngay dầm xây luôn, ngay dầm xây Trung Định luôn. Cô chú anh chị nào mua máy thì xem máy trực tiếp thì cứ ra đó nha. Đây cái lò của nó nè, cái lò như cái lò phát thanh luôn á. Em chỉ có một cây 16 GB này thôi nha. Rồi còn một cây duy nhất giá 1,4 triệu, có xài sim nha. Rồi 64 GB là máy đẹp nha, máy đẹp keng luôn á. Con này thì 64 GB, có sim, giá 1,6 triệu nha cô chú anh chị. Cái này nó chưa có wifi. Rồi cô chú anh chị nào mình đơn nữa thì các bạn cứ lo với em cho mình đắt cái lo luôn ha. Rồi cây này giá 1,6 triệu. Rồi em chỉ có hai cây iPad thôi ha. Ngày mai mùng 9 có hàng mới, hàng mới ha. Mùng 9 có hàng mới thì chắc là ngày mốt thì em sẽ like. Nếu mai về sớm thì em không, mai không được, mốt thứ hai sẽ có like mới ha, máy mới luôn. Con này iPhone 5S 16 GB, máy nó hơi đầy xước hơn sau lưng nha, không có móc méo gì nha, màn hình đẹp luôn, cam trước cam sau vừa ok hết, máy nghiêm chỉnh ha. Đây
Đây em thử cho anh cho coi đây nha. Em thử. Tặng ấp lưng nha, tặng ấp lưng thì cắt cạp. Mua cây nào thì có ấp lưng của cây đó nha, cây nào không có ấp lưng là em không có tặng cho anh chị. Rồi cây này thì giá 700 ngàn nha, 700k mua xe máy phụ nha. Rồi còn cây này là 32 GB, 32 GB cây này mới quan tay nè, pin 100 nha, pin mới luôn á. Đây cam trước cam sau ok. Máy này nhỏ gọn ha, 700k 32 GB nha, cái giá 800k nha, ăn lộn. Rồi cây này 16 GB còn con tay, giá 800k luôn. Máy màu xám à. Rồi máy nghiêm chỉnh hết nha. Cây nào có bị lỗi gì thì em báo lỗi ha. Còn cây nào không có bị lỗi gì thì thôi nha. Cây này là giá 16 GB, còn con tay giá 800k. Năm hết. Rồi tiếp theo có 6G ha. 6G này được tặng bao da nè, ốp lưng da ha. Máy đẹp kem luôn nè. Con này 64 GB. Con này giá 1,1 triệu nha anh chị. Nè, cam trước cam sau kê hết nè đó. Còn đây là em sẽ test sơ máy thôi ha. Còn cô chú anh chị nào mình muốn hỏi gì kỹ hơn thì cứ kết bạn Zalo với em nha, kết bạn Zalo với em là em cho xem máy trực tiếp luôn. Để muốn em test gì đó thì cứ nói em test thêm ha. Rồi cái này em bán giá 1,1 triệu nha, 64 GB giá 1,1 triệu. Rồi màu gold 64 GB luôn, pin 100, giá 1,1 triệu luôn. Cái này lưng da, cái này lưng trong ha. Rồi cái này là màu xám bạc, máy đẹp, tặng ấp lưng trong nè. Cái này là còn vân tay, cái này 32 GB giá 1,1 triệu luôn nha, pin 100 luôn nè. Những dòng iPhone này bên em nè toàn là pin mới không nha, em nói là pin mới như hết rồi, pin 100 không. Mỗi cây đều có giá trên điện thoại nha, cây nào cũng báo giá trên live nha. Cô chú anh chị là mình đặt hàng đó thì mình nói cái cây đó nói giá luôn giùm em ha. Rồi cây này là 6S nè, 6S 64 GB, pin 100, giá 1,7 triệu. Này cho cái máy nè, cái lưng của nó hơi chạy nha, máy cũ mà trên 90% người đẹp rồi nha. Rồi cây này là máy nghiêm chỉnh nha, cam trước cam sau ok hết. Đây cam con này giá 1,7 triệu nha anh chị, con này giá 1,7 triệu. 6S luôn. Rồi đây cũng là 6S luôn luôn ha, 6S luôn màu gold 64 GB, pin 100, giá cũng 1,7 triệu luôn. Em có hai cây, một cây màu xám một cây màu gold ha. Bên em nhập hàng kỹ lắm, cam trước cam sau rồi máy rẻ tiền mất tiền, cam cũng phải đẹp hết. YouTube tụi ok, hát nhạc lo bổng là ok hết ha. Rồi cái này cũng 7 luôn nha. Rồi tới 6 lốt, 6 lốt 64 GB sáng bạc luôn, pin 99%,
À, quá đẹp ha. Con này 64 ly giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Cam trước cam sau ok hết nè, hóa sườn rõ rồi, được tặng ốp lưng trong ha, ốp lưng trong cặp sạc. Cô chú anh chị nào ở khu vực thành phố Tân An thì mình mua máy á, tới nhà em nha, địa chỉ 42 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tân An, Long An. Rồi, cây này 16 ghi còn vân tay luôn nè, pin 100 luôn. Máy đẹp ha, con này máy đẹp 98-99% luôn nha. Màn đẹp không ám ố gì hết, đây, không có đốm, không ám ố gì hết ha. Máy rất là đẹp. Đây, cái này em thử cái lò này ha, lò ha, rất là hay, rất là lớn. Con này giá 1,4 triệu nha. Đây, cây này cũng 64 GB luôn, pin 93%. 1,6 máy này còn nguyên nguyên cây luôn ha, nguyên cây luôn ha. Cái lưng của nó nè, cái lưng của nó còn rất là đẹp, khách cứ xài rất là kỹ ha. Con này giá 1,5 triệu nha. 64 GB, pin 93%, giá 1,5 triệu. Rồi hôm nay em có cây iPhone 7 nha. iPhone 7 này em mới nhập hôm qua luôn á. Hôm qua đi nhập hàng lấy về được một cây duy nhất nha. Một cái máy duy nhất là đây đi Sài Gòn lấy về á. Con này 128 GB còn vân tay luôn, full chức năng luôn nha. Cam trước cam sau gì ok hết, nghe gọi ok luôn. Loa vọng gì ok hết luôn. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 2,5 triệu. Pin 100 nha. Pin 100 luôn. Còn vân tay iCloud sạch luôn ha, em sẽ mở nhạc cái cộng cho nghe luôn nha. Lo rất là lớn nha, rồi con này em bán với giá 2,5 triệu nha. Hiện tại nó không có ốp lưng, cô chú anh chị nào mình mua thì em sẽ mua ốp lưng em tặng cho khách nha, tặng ốp lưng và cắp sạc luôn. Rồi em phân 8 luôn, phân 8 sau 4 GB còn vân tay, pin 100. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 3,4 triệu ha. Máy đẹp nè, màu gold, cái lưng nó bằng kiếm nha, màn đẹp luôn. À, không có đốm, không ám ố gì hết. Con này thì giá 3,4 triệu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em sẽ like mấy dòng Samsung ha. Còn nhiêu thì em like nhiêu nha cô chú anh chị. Máy thì cũng hôm nay không còn nhiều ha. Rồi Samsung A70 56 luôn nhé, 128. Con này thì em bán giá 2,7 triệu. Màu trắng nha. Máy đẹp, full chức năng hết, không có bị lỗi, không màn, không ám ố gì hết nha. Con này giá 2,7 triệu ha, lưng rất là đẹp. Lưng nó đẹp 98-99% ha. Cam chụp hình rất là đẹp nha.
Rồi cam trước cam sau ok hết nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em nha. Số điện thoại của em có trên màn hình ha. Rồi A31 luôn. A31 56 luôn nhé, 128 pin 5000 màn hình 6.5 ha. Màn hình sống động luôn nè. Đó. Rất là sáng ha. Chụp hình cam trước cam sau ok, em sẽ thử lo cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị mình mua hàng bên em trước lúc nhận hàng được quyền kiểm tra hàng ha. Tiền cô chú anh chị cọc cho em thì cũng trừ trực tiếp vào tiền cái đơn hàng luôn. Không có mất mát gì hết ha. Trước khi nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, mình ưng thì mình lấy. À, lo cho nó nè, tùy theo bản nhạc nó ha, có tùy có bản thì hát lớn, có bản hát nhỏ nha. Lo ok hết nè. Con này giá 2,4 triệu. Rồi A50S RAM 4 bộ nhớ 64. Màn hình 6.4. Pin 4000. Nè, em test cảm ứng rồi nha. Em rê nó không có giục ha. Nó không có rớt nha. Rồi con này máy đẹp nè. Con này giá em bán cho cô chú anh chị giá 1,9 triệu nha. Rồi con này A21S luôn. A21S màn hình 6.5. Pin 5000. Con này giá 2,3 triệu. Con này RAM 6 bộ nhớ 64 ha. Máy nghiêm chỉnh hết nha, camera được lỗ luôn bên hông nha, bên góc. Camera được lỗ bên góc ha. Đây cầm trước. Cầm trước cầm sau ha, mà em đảo lại nè. Rồi. Rồi cái này em bán giá cho cô chú anh chị 2,3 triệu. Cô chú anh chị mình mua hàng bên em thì an tâm ha. Tại vì bên em là có địa chỉ rõ ràng và có bảo hành cho cô chú anh chị luôn nha. Còn bảo hành như thế nào thì cô chú anh chị mình khi nào mua thì em sẽ báo, em sẽ nói nha. Có địa chỉ nhà rõ ràng luôn. Cô chú anh chị mua thì an tâm. Tiền cọc cô chú anh chị cọc cho em nó không có mất mát gì đâu nha, tại em đưa cái mặt em lên đây rồi, mặt em không có đáng giá gì 100k ha. Rồi em nói vậy thì cô chú anh chị cũng hiểu rồi, mình mua bán một cái uy tín thì lúc nào cũng đi đầu nha. Con này là A12 RAM 6 bộ nhớ 128 nha. A12 em có, hiện tại em có 3 cây ha. À, 2 cây RAM RAM 4 bộ nhớ 128, còn cây này là phiên bản đặc biệt nó RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Cái màu xanh này nè. Cây này thì nó đẹp 99% luôn. A12 màn hình 6.5 pin 5000 ha. Cây này thì em bán cho chú anh chị giá 2,250 nha. 2,250 RAM 6 bộ nhớ 128. Nó đẹp căng luôn, full chức năng ha. Rồi RAM 4 của nhóm 128 thì em có hai cây, một cây màu trắng và một cây màu đen ha. Cũng là màn hình 6.5 luôn. Màn hình nó y chang như vậy nhưng mà nó chỉ có một cái khác, một cái là RAM nó nhỏ hơn thôi nha. Đây là RAM 4, còn kia là RAM 6 ha. Thì RAM nhỏ hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Con này em bán cho cô chú anh chị giá chỉ có 2 triệu mốt thôi. Đó. 2 triệu mốt là cây màu trắng là màu đen, còn màu xanh là 2,250 triệu. Rồi.
Tiếp theo cái này là M12 màu xanh này nha, ở sau lưng nó có sọc sọc nhân dân ha. Rồi 140 nhớ 64 màn hình 6.5, con này em bán giá 2 triệu chẵn nha, màn hình 6.5 luôn, màn hình to ha. Màn hình đẹp rồi nha, tất cả điện thoại bên em màn hình đều đẹp hết ha, không ám ố gì hết. Cây này cây nào có bị ám ố hay là bị lỗi gì đó thì em sẽ nói cho cô chú anh chị biết, rồi em sẽ vẽ cái đó luôn nha, vì cái đó là màn nó bị lỗi, là bị lỗi là em sẽ vẽ. Rồi tức rồi, đây cái lò của nó nè, rồi cái lò của nó rất là to. Rồi em thích lo ghê ha, khi mà nhận hàng mình được kiểm tra hàng, mình được để sim vô nghe gọi nha cô chú anh chị, còn cái men thì em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị luôn. Rồi con này giá 2 triệu chẵn ha. A50 ớt luôn, A50 ớt. Ủa anh mua mà em có hai cây này mà em để riêng nè. Anh 50 ớt em có hai cây luôn nha. Hai cây ha. 140 nhớ 64. Giá 1 triệu 9, hai cây. Em có hai cây giống nguyên hình luôn. Rồi A03. 140 mua nhớ 64, màn hình 6.5 ha, pin 5.000. Con này giá 1 triệu 8 à. Con này là 54 mua nhớ 64. Con này em bán cho chú anh chị giá 1 triệu 8 ha. Rồi Apple tiếp theo. Apple K3. Có một cây duy nhất nha. Máy đẹp ken 99% luôn nha, ở sau nó còn có lớp siêu nè đó, em sẽ để lớp siêu này luôn. Cô chú anh chị nào mình mua thì mình sẽ bóc tem ha. Cái này là máy mới nha, em mua hàng nội lực phụ kiện cho nên nó rẻ thì em bán rẻ cho cô chú anh chị nha. Cái này là em bán chỉ có 2 triệu 8 thôi nha, RAM 8 bộ nhớ 512, cái này màn hình 6.5 luôn, cam trước cam sau ok hết ha, cam là cam lồi thụt luôn rồi nha. Nè, cái này cam sau nè, khi nào em bảo là cam trước thì nó sẽ lồi camera trên đây lên ha. Đấy, nó lồi camera lên nè. Đó, tầm rất là đẹp, cam trước nè. Rồi cây này giá 2 triệu 8, Apple K3 màu trắng bạc. Apple A52 luôn, RAM 6 bộ nhớ 128, pin 5.000, con này giá 2 triệu 4 ha, máy đẹp can nha. Đây nè, giá 2 triệu 4, cam trước cam sau thì ok hết. Rồi A15 hết, RAM 4 mua nhớ 64, màn hình 6.5, pin 4230 ha. Con này giá 1 triệu 8 à. Được tặng cách sạc nha. Tất cả các dòng máy cây nào cũng được tặng cách sạc hết.
cam trước cam sau, ok. Giá 1,8 triệu. Oppo A31 luôn, 56 bộ nhớ 128, pin 4230, giá 3,2 triệu. Màn hình 6.5 ha, máy này full chức năng nha. Rồi cái này cũng A31 luôn mà RAM 4 bộ nhớ 128 ha, RAM nhỏ hơn nha. Giá 2 triệu ha. Rồi Oppo A5s luôn. A5s màu đen, máy đẹp keng luôn nha. Con này giá 1 triệu 3, RAM 332, giá chỉ có 1 triệu 3 thôi nha, máy đẹp nha. Con này mua cho bé chơi xem nhạc đó ha, chơi game nhẹ nha. Redmi 5 Pro RAM 8 rồi nhớ 128 là giá 2,4 triệu. Redmi 5 Pro ha, máy nghiêm chỉnh đó nha cô chú anh em. Like trên đây em có test kỹ nữa thì cô chú anh chị mình mua cái kết bạn Zalo cũng chưa test lại, thành ra cho nên là em like trên đây chủ yếu là mình nói cái gam về ghi với giá tiền thôi ha. Rồi cô chú anh chị nào mình lên trên nào thì kết bạn Zalo với em sẽ test máy kỹ hơn để cho cô chú anh chị xem ha. Rồi C12 á, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.52, pin 6000 luôn nha cô chú anh chị. Con này pin trâu nó rất là nặng, con này giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Trời ơi, pin 6000 tại lý nhỏ riêng. Rồi tiếp theo pin 6000 luôn nha, Redmi nha, Redmi 9T màn hình 6.53 luôn. Con này RAM nó bự hơn RAM nãy luôn nha, 6 RAM 6 cộng bộ nhớ 128, pin 6000. Rồi giá cũng 2,4 triệu, màu đen ha, đen đến màu xanh. Redmi 2 cây pin 6000. Còn con này Vivo Y21, con này cũng màn hình 6.5 luôn, RAM 4 cộng bộ nhớ 128, pin 5000. Rồi giá 1,8 triệu nha cô chú anh chị ha. Rồi cây này là cái cây cuối cùng của cái video của em nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em nha. Nhớ đăng ký kênh để mình được xem nhiều dòng điện thoại mới khác nhau ha. Rồi em xin kết thúc video. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị nha.